News Showbiz. Chuyện tình cọc đi tìm trâu của mỹ nhân hoa ngữ Đường Yên chấp nhận làm việc nhà vì bạn trai, Trương Bá Chi, Vương Phi có chung cái kết. Đối với nhiều mỹ nhân hoa ngữ thì khi họ gặp được tình yêu đích thực thì sẽ chủ động theo đuổi thay vì chờ người ấy đến với mình. Đã không ít sao nữ dũng cảm tìm kiếm hạnh phúc và cuối cùng đạt được ý nguyện, nhưng bên cạnh đó cũng có người lại không được may mắn như vậy. Tạ Na. Khi chưa đến với nhau, Tạ Na là MC nổi tiếng của Trung Quốc, còn Trương Kiệt chỉ là một ca sĩ ít tên tuổi và chưa có địa vị vững chắc trong làng nhạc. Vì thích Trương Kiệt nên Tạ Na đã nhờ người bạn thân là Hà Cảnh giúp cô mai mối, không ngờ sau đó họ đã thực sự trở thành người yêu. Năm 2011, Tạ Na, Trương Kiệt kết hôn và 10 năm qua họ vẫn sống ngọt ngào, hạnh phúc như thuở mới yêu. Trương Tử Di. Vì từng kết hôn 2 lần và không nổi tiếng bằng Trương Tử Di nên Uông Phong vẫn luôn ngại ngần, cảm thấy bản thân không xứng nên không dám tỏ tình với nàng đại hoa đán. Chính vì cũng rất thích Uông Phong nên Trương Tử Di đã mạnh dạn chủ động hơn trong chuyện tình cảm. Nhờ đó mà hai người có thể kết hôn vào năm 2012 và đã có hai người con đáng yêu. Hoắc Tư Yến. Sở hữu nhan sắc xinh đẹp nên Hoắc Tư Yến được nhiều đàn ông mến mộ và theo đuổi. Tuy nhiên, cô lại thích chủ động trong tình yêu. Có lẽ sẽ không ai ngờ Hoắc Tư Yến từng theo đuổi siêu sao võ thuật Chân Tử Đan cùng Lý Thần nhưng lại bị từ chối phũ phàng. Đến sau này gặp được Đỗ Giang thì người đẹp mới theo đuổi thành công và có cuộc sống hạnh phúc trong nhiều năm qua. Mông Gia Tuệ. Ngay từ lần đầu gặp gỡ, mỹ nhân bằng chứng thép Mông Gia Tuệ đã phải lòng Trịnh Y Kiện và quyết tâm theo đuổi anh bằng được. Trong hành trình theo đuổi, Mông Gia Tuệ đã làm quen với bạn trai của Trịnh Y Kiện và rủ họ đi chơi, tập thể thao. Sau những nỗ lực tình yêu, Mông Gia Tuệ đã có thể trở thành bạn gái của Trịnh Y Kiện. Và giờ họ đã trở thành vợ chồng hợp pháp, bên nhau gần 2 thập kỷ, không có con nhưng cuộc sống của họ vẫn rất ngọt ngào khiến mọi người ghen tị. Vương Phi. Là thiên hậu đình đám của làng nhạc nhưng Vương Phi vẫn hạ mình theo đuổi nam ca sĩ Đậu Duy, thậm chí còn không ngại giúp anh dọn dẹp nhà cửa và chăm lo cho cuộc sống thường ngày. Năm 1996, Vương Phi và Đậu Duy kết hôn. Họ có một cô con gái chung là Đậu Tĩnh Đồng, nhưng cuộc hôn nhân này đã chấm dứt sau 2 năm khi Đậu Duy bị cáo buộc là đã ngoại tình sau lưng vợ. Trương Bá Chi. Trương Bá Chi khi theo đuổi Tạ Đình Phong thì anh đã có người yêu là Vương Phi. Đến năm 2003, Tạ Đình Phong, Vương Phi chia tay. Lúc này anh hợp tác với Trương Bá Chi trong bộ phim Vô Cực nên họ có cơ hội tiếp xúc, đi đến hẹn hò. Năm 2006, cặp đôi nổi tiếng Hồng Kông kết hôn, có hai cậu con trai kháu khỉnh, chỉ đáng tiếc là sau 5 năm chung sống thì ly hôn. Đường Yên. Trước khi kết hôn với La Tấn, Đường Yên từng có cuộc tình ồn ào với nam diễn viên Khưu Trạch. Khi hợp tác trong bộ phim Ba Thiên Kim Họ Hạ, Đường Yên đã chủ động theo đuổi Khưu Trạch và nhận được sự đồng ý từ tài tử xứ đài này. Vì quá yêu Khưu Trạch, Đường Yên thậm chí còn đến nhà bạn trai giúp anh dọn dẹp, lo lắng cho anh từng chút một, nhưng cuối cùng cặp đôi vẫn chẳng có cái kết hạnh phúc. Mạc Văn Úy. Để theo đuổi Châu Tinh Trì, Mạc Văn Úy đã không ngần ngại nhận vai diễn với tạo hình xấu xí chỉ vì muốn làm vua hài vui vẻ. Theo nhiều nguồn tin cho biết, với sự chân chân của Mạc Văn Úy thì Châu Tinh Trì đã chia tay Chu Ân để hẹn hò cùng cô. Chỉ có điều sau 3 năm không có danh phận gì, Mạc Văn Úy đã kết thúc cuộc tình này. Hiện tại nữ ca sĩ cũng đã tìm được cuộc sống hạnh phúc mới. Cảm ơn các bạn đã xem video này của Hot News Showbiz. Hãy like và đăng ký kênh để được cập nhật các tin tức hot và mới nhất của Showbiz nhé. Hot News Showbiz.